khá bán cứ kê chạm bách trở tại prao cho mùi nâng inheritance bà sân chỉ ọt prao cho mùi inheritance prao abstract khá bán này để sai kế để sai abstract khá vì mình mê tốt abstract nè rồi nè chẳng dương ọt ai prao bán thế toa tại dương interface nè hai ca prao prao cho mùi nâng abstract khá dương mình ai initiate mình ra mình ai bắt đầu object robot bỏ abstract khác năng bàn đi dù mình khá A chỉ abstract khá dù mình khá B chỉ khá thông ra chân khá B từ tuôn mô đọc vì khá A đại chỉ abstract khá cứ đại khá trở tại pra inheritance mình ai bằng cao object bàn đi nên ta mình ai do abstract khá robot bỏ A này tới bằng cao object này khá nóng khá B bàn đi rồi nói gọi nữa bà interface na interface cứ abstract mà rồi mình dùng mở khơi mà rồi viên biên tại mục nghĩa đi nè thì mục nghĩa cái mục nghĩa add mục nghĩa insert mục nghĩa delete và tái với admin body được năng năng thì admin ca nghĩa được năng năng thì to tại dương override từ lượng method nâng từ dương add para method nâng bạn nè ok chẳng interface tùm rộng chia multiple inheritance mình này ta interface mới ai được tool mô đọc bị interface ban chỉ trao nè hai class ai implement bị interface năng dụng mà phở bàn và chân dương mà mở abstract class này rụng môn vía cứ pra keyword abstract bị mục máu hay đã class hai abstract class chân máu chân được nông abstract class miền method để out body năng miền method để miền body nè dự thì họ chạy sẽ my test bà chẳng my test nâng cứ miền method mỗi miền chua thá calculate chẳng class addition class subtraction class multiplication cứ chia sub class chẳng sub class thì mỗi addition sub class thì pi subtraction sub class thì bấy multiplication cứ tool mô đọc bí mài tê bà chẳng cái hai tùm rộng ấy kế rồi bỏ inheritance cái hai thả hierarchical inheritance khá mối bắt đầu mô đọc ai khá bàn chẳng rồi có ai nhìn dây bàn thả khá chỉ chẳng cứ từ tool mô đọc bí khá mùi nè rồi có ấy kế sắp khá chỉ chẳng từ tool mô đọc bí parent khá chỉ chẳng sorry sắp class chỉ trắng từ tool mô đọc pi parent class mùi nè chân bơi dương vậy từ lơ chỉ phép chạy sẵn ánh đi kì ở phút mà đài đấy chân parent parent bắt đầu mô đọc cồn chân con mình phèm nè con mình phèm nè cứ từ tool mô đọc pi phút mà đài nâng tầm mối đấy con A con B con C cứ từ tool mô đọc pi ở phút mà đài tầm mối đây nè nâng bơi dương vậy từ lơ càng nghe chạy sẵn này chân hierarchical inheritance mình là class chỉ trắng từ tool mô đọc vì class mê mùi chẳng lại này còn là class mê dương pra chỉ mùi nâng abstract mà tại sao là về đại dương pra chỉ mùi inheritance hierarchical inheritance nó chẳng class mê miền body miền body nó không nâng mà tại là về đại dương pra chỉ mùi nâng abstract class này cứ class mê ăn miền body thế thế này miền body thế và nãy ai hào vô từ pra được không sắp khóa bàn đòi prai kế overriding nè đại dương sức xa nè lỡ polymorphism khi mình tạo tôn này ấy chắc mình cái mình object mình class mình inheritance mình polymorphism hai bàn chỗ abstraction chắc bàn dương sức xa tam nằm nạ tam nằm nạ đấy bà chắc lấy cứ chia tùm rung ấy kế tùm rung polymorphism bà tùm rung polymorphism ấy kế prai chung mùi nó overriding nè bà ok ta nên nhầm do là với nhé tại tôi chuẩn bị điện trả dưỡng nè interface mình chẳng interface mình đã viết điện tình năng khác đây bà tái dạng hậu nó vì miền abstract method mùi mình là viên miền method abstract mùi method đó cứ ở body cứ abstract method này
bạn chế độ môn interface cứ assign modify hay interface mouse hay interface name nè bà nâng lại ní ok ní tùm rùng bà interface miên abstract method nâng 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 nè chẳng abstract method nâng 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 ai bắt đo lại kế ai bắt đo lại khá chẳng khá hay kế ní class 1 class 2 chẳng class 1 rồi có class 2 ai implement bị interface nâng màu bà chẳng là bây để implement the interface nâng màu trở đạt overriding annotation đồng ý ai para abstract method nâng bàn nè ok chẳng mơ lại nè lại nè mình đây ta nâu bê đại dương ọt đạt public nâu bì mục rải bó rư gò nâu mục method nâu bê đại dương chơi compile and run cư viê bằng ca lãng đời xoài vọt cư public static nè xâm rạp rải bó hay xâm rạp method cư public abstract nhé chẳng bằng việc tha chẳng bằng kia ta viết abstract một rồi phía rồi nâng nè tao này này chẳng lại nít cứ nếu không interface đáo nhưng mình chẳng bài đặt public static ADT rồi có public abstract tì để xa p compile tứ cứ viết bằng ca lãng để xoay vọt tao này public static final public static final và public abstract nâng xâm rạp method và assign modifier dương miễn buồn cứ default private protected hai nâng public và default miễn là viết pra nâng không khá mùi nâng protected cứ viết pra chlong packet và đập bê kê public cứ pra bán world miễn là chlong packet chlong project chlong phá lấy của bạn này đó đấy và ok static này static để dương hiện hỏi static keyword nâng chân static keyword mình đây là bậc out ai à thề mùi nâng chi member rồi bỏ class rồi hả ta class static đó đấy chân à thề mùi nâng đập về đại dương hả cứ dương mình chăm bạch bậc out object thì cứ dương khỏi là dơ chung một class dot dot bài bỏ lòng màu cứ ai hai bà này nè final final này mình đây là chỉ keyword xâm rạp bình chọc bình chọc mấy bình chọc đồng lại à, thề môi nâng cứ miên đồng lại bên này mình lại cài bài bà này nè chân là phía đại dương bà chân đó đấy chân final keyword phía chân cái bà chùm môi nâng username password rồi company name để cái mình add modify bà này cái bên này trong trăm đồng lại nâng nè bà ok chân lại này cứ đại dương prao chủ mùi nâng interface nâng nâng miền cả chốt can miền ấy nâng bà nâng khá nông class hai nâng interface cái này class A mùi class B chân class A từ tôi mô đọc bị class B class A cứ chỉ abstract abstract class hay class B cứ chỉ class thòm đà đại từ tôi mô đọc bị abstract class là A dương tớ nế interface chương interface đầm bay từ tua mở đọc bị interface mỗi từ interface mỗi tiết kê pra keyword extend này đó đấy class từ tua mở đọc bị class kê pra extend interface từ tua mở đọc bị interface kê pra keyword extend đó đấy chương interface từ tua mở đọc bị interface mỗi đăng hỏi từ tua mở đọc bị interface mỗi tiết chương mình đi tham mạch mình ra interface C từ tua mở đọc bị B B từ tua mở đọc bị A nâng cho tụi rồi kế cái hai thái kế multi level inheritance rồi chẳng interface A và đo interface B interface B và đo interface C nhé cho tụi rồi bao nhiêu ạ cái hai thái multi level inheritance tụi bây interface trong khối từ tua mở đọc đi kia rồi đấy chẳng interface ok interface C bạn mở đọc interface A interface A bạn mở đọc interface interface B nè chẳng ca pra này ca từ tua mở đọc tiếng khác rồi cả tiếng interface kê pra chỉ muốn keyword extend
na extend đảm bảo tụi mọn đó chính mơ này vậy ca prà prà khá hay nâng chỉ mùi interface và chính mình interface A hay mình khá B đảm bay ai tụi mọn đó bị interface bán cứ kế prà khá hay prà keyword implement chẳng khá B implement B interface A tại nè bị prua tham ấy bị prua tham là p đại dương thì xây cốt đầm bay đầm nà cả cột bán kia tư ca miền khá kia mình ai thì xây interface đầm bay ai prot bạch cột này bởi chết bởi dương bán đi cứ kia thử ca cái khá mềm mùi đó bà chẳng khá mềm nó cứ chỉ khá xâm rạp đầm nà cả lấy cảm thi bởi dương để miền ăn cùng mềm được năng năng nè chắc là bây ai đồng nào ca interface bán lưu tra tại kê trở gà khá nà mùi đảm bây implement bí interface nâng màu interface mê này đà mách interface mê này đà vía chia bẩn đồng này mê tốt đài abstract chỉ tràn kê bà đồng bây kê bà đồng bây cắt bằng thoi ca sử dây cột đời xa tích tiết dương bà chữ mùi nâng Windows rồi cái dương browser mùi nâng web cứ dương cron tay implement pi interface robot java để miền sắp cứ viết nâng oi mê tốt oi dương này thế này chắc mê tốt nâng không interface nâng miền trả còn là dương implement máu với oi ô ra vậy hay dương được xây càng nghe nâng không mê tốt nâng màu nè và chứng khá đảm bay tiên interface nâng máu cứ class pra keyword implement đó nè b này b nè người b chân class từ tuôn một đó vì class cứ extend hay class implement vì interface cứ pra implement đó nè class từ tuôn một đó vì class cứ extend class từ tuôn một đó vì class cứ extend class implement vì interface cứ pra keyword implement màu hay interface từ tuôn màu đó vì interface cứ pra extend và chẳng class chỉ trả từ implement vì interface mùi chẳng pra implement màu này đấy class implement vì interface pra implement màu hay interface từ tuôn màu đó vì interface đi kia pra extend màu và ok này ta chẳng nhầm dỗ cột với nằm bây người sổ mơ bà ok bà chẳng nhầm dỗ tờ lỡ abstract khá sân á chẳng nhầm dỗ tờ lỡ interface nằm bây cái này người sổ để sao một nắng nhầm vô từ lỡ interface abstract khá hỏi bán interface và chắc là bây ai prao này cái prao ấy kế này cái prao keyword abstract đầm bây bằng cách abstract khá chắc abstract máu khá hỏi identity và miền này kế miền abstract method được nâng nâng màu và hai miền parameter màu ok chứ nó không person thôi nhé chẳng person đào tôi chỉ ghế đào tôi chỉ subclass hay identify đào tôi chỉ parent class chẳng subclass từ tôi một đọc bí parent class đòi pra keyword extend và chân tôi mà này nè nhé get id get name tại xưa tha dương thờ phở ghi khác thờ phở annotation override annotation override và nhé chắc mình cái này get id dương nó xây màu hế chẳng lấy cứ body và vì này hế sys out body nè và abstract bao dương nè abstract class bao dương cứ miên đại chung mê tốt thế nè get get id nè chắc nó không abstract class miên abstract mê tốt đã abstract mê tốt ai miên argument rư có mình miên argument nè hế ăn miên này nè miên bà chẳng là p đại dương extend má này p extend p identity nè chẳng person extend p identity đó đấy
chân không sắp là bao dưỡng cứ miến miến body rồi mê tốt mùi nâng cứ get ID hay dừng đạo màu và get name dừng đạo màu nè thì cái tiết tên đấy gender chân màu đạo đạo group màu nè chân là không sắp là cứ dương ban override mê tốt rồi bó super class màu ấy nè hào dương ai bằng thay mê tốt mày nè mùi tiết cứ get get country đại chỉ mê tốt đại dương sẽ xây nóng cha khá bao giờ tên đấy ok tập một tiết dương miền men khá chắc này cứ chỉ men khá xâm rạp đồng nào cá lấy cột bao giờ xong bởi chế nơi khá nông project mới bà cứ miền men khá tại mùi tại bằng nó men khá năng miền men mê tốt tại mùi tại bằng nó mình ai miền pi đề đấy chẳng mẹ nó cứ chỉ ăn cúm xâm rạp đúng là khá khám thi bây giờ này ta chứ nhân thông mạch identity I smile new person chẳng ai dot get id đi mà ở đây nhé dot get id mà dot get name mà get gender get city I dot get country cứ ở mà này để sai cái để sai get country ở miền được không parent class bao nhiêu thì nếu không abstract class bao nhiêu thì chương thứ mấy như một cái object của person mà person giờ chọn hai country mà nè nó tệ tôn chỉ muốn abstract class và tệ tôn chỉ muốn năng interface chương interface và ok bà interface ok này cứ chỉ là bà này interface dẫn thì mỗi cứ continent continent nó cứ trip chúng như miền interface mỗi miền chùa thá continent hai miền abstract method cười ghế cứ số con continent nè trip dùng miền miền class tiết cứ class country và chẳng class country sorry interface country cứ miền method số country là đấy chẳng số country cứ chỉ abstract method nè ok dương miền này cái tiết miền state nè state này mình đọc city ok chẳng như miền state interface state nó cứ miền abstract method mùi đấy cứ số số state nè chẳng chống cơ cứ dương miền city bà city class bởi dương city bởi này cứ sách sân tại interface continent country hai nâng state tại này chân trong khối cứ city đại dương bậc cao khá muối mình chưa thả city và ok chân nằm bấy hai state mà bờ cứ dương implement bì state mà và bì state mà ok chân đi cứ state bao dương này so state ta chân so continent hai cái print f a asia bà ấy cái tiết số country số soi cái số state soi cái số city xưa tha continent hai country mới tiết cứ city mấy bạn admin over ấy đời sai cái đời sai dương ban implement tại state tầm mối thế này nhé implement state tầm mối chưa này dương ad ban implement vô mau thì chẳng vì admin show override thì method này cứ chỉ method đại dương bậc cao thay thì nơi khả năng ấy kế nơi khả năng class city bao giờ nè ở bàn hai pi này cho máu nè nè ở bàn hai interface pi này cứ dương hai interface này thì mùi thì nhé hai cái state này máu thì
chứng tiếng ơ này cứ dương bà cạn luôn ấy nè tớ nè nè sorry nè tùm ní bà hỏi tùm ní chứng annotation override cứ override tế so state mùi tế ok chứng đồng bây phát đọc hiếp nghi sử dụng đồng bây cùng ơ dương xe luôn ấy nè ní cứ dương xe luôn ấy method mùi ní cứ dương xe luôn ấy nè chứng đồng bây ai cắt bật thôi nâng bán kia ai bà cho mùi nâng mà multiple inheritance đại prao liệu là interface và chứ dương tầm mưu thì họ mới tiết nè ok chăm tít bà đi ok chắc này nếu thì họ tệ tôn chủ mùi nâng ca extend ca implement robot interface interface tìm mùi và interface tìm mùi cứ dương miền method mỗi số số 1 interface tìm pi nè chúng mô tha interface 2 dương miền method cứ số 2 interface tìm bay và dương miền method mùi đáy cứ số số 3 ok interface tìm buồn chắc interface tìm buồn đã bay hai interface thì mỗi thì pi thì bay vào màu ban cứ kê pra multiple inheritance ca từ tool mở đó nhưng chẳng interface thì bốn ấy cứ từ tool mở đó pi interface bay cứ interface thì mỗi interface thì pi interface thì bay đó nè chẳng interface 4 đã bay ai từ tool mở đó bán kê pra keyword extend extend về interface thì mỗi cái biến tính máu extend p interface t p cái biến tính máu p interface t bảy và đây là con c program dương dương prai cái dương prai class class mỗi từ tool mở đọc bị class ban trở lại rồi và đấy là con chào bác admin class mỗi từ tool mở đọc bị class ban trở lại thì miền đại interface interface mỗi từ tool mở đọc p interface chỉ trở lại chương interface t bốn cứ từ tool mở đọc p interface t mỗi interface t p interface t bảy chương từ tool máu này ban method số 1 ban method số 2 ban method số 3 nhé và hai số 4 này cứ chia method robot interface t buồn và tao mới tiết kimin class mùi tiệt nè mình chúng ta class class one hai miền miền method mùi cứ số âm âm buồn nè xong bọn ta main class chừng main class ní cứ chỉ main class bao nhiêu main class đảm bay từ tool mở đọc bị class one cứ kịp ra extend chẳng extend bị kế bị class one bao nhiêu nè nhé bị class one và đảm bay implement bị interface chẳng pra keyword implement máu hai đại chung interface màu và đại interface tí buồn để sai kết để sai interface tí buồn ấy viên từ tuôn một đọc bí interface tí môi tí bí tí bấy ấy chứ nhưng pra tại interface tí buồn tới bà này ai từ tuôn một đọc bà này chứ xưa ta dương implement bí interface tí môi tí bí tí bấy tí buồn đúng bà này bạn nhưng pra máu thì dương chẳng interface tí môi nhưng đã tí môi màu và interface TP đã màu và interface TP mà tớ đấy trong màn mới tiết đã interface TP bày mà tớ đấy này đấy định kỳ và chứ giờ là dương ở trong extend bị class one này lúc class one bạn đấy bạn đã tại implement bên này màu này đấy error đấy error bỏ class thì đấy 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 chứ class implement p interface ban trở lại này interface tí muối tí pi tí bảy nè tí bảy cho bây giờ mình class extend mà tờ này và extend mà nè extend bị cái p class class one bây giờ mà nè nè chẳng main class extend bị class one how implement p interface bay thiệt
chẳng interface tiếng bay nè cứ phải đo ai main class mình main phải đo ai class vô nữa nè nè interface tiếng bay nè cứ phải đo ai main class bao nhiêu nè nương này là đấy lại nữa trong method bao vía hai màu này hết bà này so one so two so so three chẳng màu đi so four để sao một nắng dương browse cho một interface thì buồn chứ là sao bay nè muối interface thì muối thì pi thì bay nó cứ việc đó là interface thì buồn này chẳng những browse tái interface thì buồn mà cứ bàn màu từng ở này nhé bàn màu từng ở này bà ta nét lại nữa ok ta này mẹ cái này dưỡng mẹ tòa này khối tòa này tòa này dùng xế mẹ mẹ lại nâng ở tòa này bà mẹ đấy miết chân nhiều tờ bát ok ta chân nhiều tờ mẹ đi nhé bây giờ thầy sẽ cho mọi AWT thầy sẽ cho mọi nâng swing nó bây giờ dùng card window form á, cứ về thử ca pra interface nè phở bạc pra class pra interface chọn điện và đáy interface hay class thằng ổn nâng cứ dương mẹ nè bà cao đây cứ dương hai bí class rồi bỏ chào và hai bí interface rồi bỏ chào và vô máu ấy thay khỏi dương thử vô đồng là ca bác vía này bước kia thời gian prao chung một frame kê prao chung một đường action và frame nó là class nó cứ từ tua màu đỏ bị class me nó cứ frame bọc vì đầm bấy ai và cả chia form bản và chẳng kia thời gian từ tua màu đỏ bị frame màu chẳng extend bị frame hỏi đầm bấy ai bụt tổng miền scam phép kê trừ implement bị interface bà interface action listener chẳng mà nè chẳng tụi tôi mở đọc interface rồi có implement bị interface cứ dùng para keyword để dùng bàn riêng đó miền extend hay miền implement nè ta nè là mấy implement bị interface dùng para keyword implement mà nè extend của miền ấy implement của miền ấy ha mà giờ làm ta chẳng xa từ lớp miền tì bấm bấy cứ exception nè exception nó cứ xuất ra từ lời error nè nè thường mấy đồng bây ai check mơ error mấy đăng thạc cột dương error đời xa mù là hạt ấy nè chê về âm dương error rồi có cột dương thì xây từ error nè bà chắc là khả năng nó cứ dương xuất ra nè exception ok cùng nó nhưng xưa ta hai đồ váy nè hai nâng ở váy hai ta viên đồng nạ ca được đạch chắc exception nó không nào kha được một định nó dừng thực xá exception hay ra chí in Java nó ra cho nó xong point nó gọi đồng nào kha ra bỏ exception nâng try catch through mình ấy hay finally và ok mê tư ca content cứ definition of exception hay ra chí of exception hay nâng exception handle và chúng thì mỗi cái dừng xàm pin dùng mình đây nè thì pí cứ ra cho nó xong point rồi bởi exception hai lần tiếp bấy cái para cho mỗi nâng exception để para trái khách through men I finally nâng ta đấy
definition of exception nè rụng môn này exception nè rồi gọi cái hai thằng nị dùng một đây thằng này rụng môn đấy nị dùng một đây chẳng exception bà exception cứ chi unexpected event that occur during program execution mày tha exception nâng cứ chia hai ca đại ca láng đôi mình miền ca rụng phân tục nè cùng long pế đầm nào cá cảm thì ta này chương exception nâng mình hai dân sức xa từ lời error exception nâng cứ chia hai ca rư gò chia prật ca đại ca láng đôi mình miền ca priên tục cùng long pế nấy đầm nào cá cảm thì giờ bạn kết môn này cho mấy bạn mấy bạn về trên error nâng màu nè cho nâng hai thay exception nâng này ta này it affect the flow of the program instruction which can cause the program to terminate anomaly ba men hay tha vi chi at the pull đó đํานើរការនៃកម្មរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មវិធីយើងគឺបញ្ចប់ដំណើរការបាទឃើញទេមានថាវិជ្ជាអត្តពលណាដល់ដំណើរការនៃរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងឈប់ដំណើរការទៅណាកម្មវិធីដូចកុំព្យូទ័រគេហៅថាអីគេកម្មវិធី Windows Microsoft Office កម្មវិធី Microsoft Office អញ្ចឹងចាបាទបើសិនជាយើងចង់បង្កើតកម្មវិធីណាមួយក៏មានឈ្មោះកម្មវិធីនឹងដែរណាដូចជាកម្មវិធីចាក់ជំនាញ VLC កម្មវិធី Adobe Reader ហ្នឹងគេហៅថាកម្មវិធីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនមកមាន error កើតឡើងគឺវានឹងបណ្ដាលឲ្យកម្មវិធីយើងប្រឈមដំណើរការទៅណាលែងដំណើរការរួចហើយទៅណាហ្នឹងគេហៅថា error exception occur មានន័យថា occur មានន័យថាការកើតឡើងរបស់ exception ហ្នឹងនៅកន្លែងណា invalid user input មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បញ្ចូលណាការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវinvalid នឹង error ណាយើង validate ទៅលើអីគេ user input មែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់បញ្ចូលអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍យើងយកមួយចំនួនចែកនឹង0អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចយកចំនួនទៅចែកនឹង0ទេអញ្ចឹងវាទៅជា error ហើយតើណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ exception កើតឡើងហើយ device folder ណាតកតងជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹង hardware របស់យើងបាទអញ្ចឹងវាអាចកាត់ឡើងដោយ hardware ដូចជា memory វាពេញតើណាជាយើងប្រើទៅវាពេញទៅវាកាត់ឡើង error ហើយណា lose of network connection មានន័យថាយើងមិនអាចភ្ជាប់ទៅ internet បានណាឬក៏មិនអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ connection ណាមួយដែលយើងចង់ភ្ជាប់នឹងតើណាដូចជាអីគេដូចជាកម្មវិធីហ្នឹងយើងចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់ database កម្មវិធីហ្នឹងយើងចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់ file អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ទៅអត់បានអញ្ចឹងវា lost connection នេះណាវា raw connection ហ្នឹងអត់ឃើញ physical limitation out of this memory បាទមានន័យថានៅពេលដែល memory យើងពេញហើយយើងបន្ថែមណាបន្ថែម data ទៅក្នុង memory ហ្នឹងឬក៏នៅក្នុង disk ហ្នឹងអញ្ចឹងវាពេញហើយតើណាអញ្ចឹងវានឹងប្រាប់ថា out of this memory ហើយណាណាយើងមិនអាចប្រើទៀតទេវាពេញហើយ code error ហ្នឹងយើងសរសេរខុស syntax ណាសរសេរខុសរូបមន្តតើណាដូចការបូការដកគុណចែកអីហ្នឹងគឺយើងសរសេរខុសវាបង្ហាញ code error ហើយ opening and unavailable file មានថាការបើក file ហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពបើកអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងវា error ហើយ error ដែលយើងស្រួលរកមិនស្រួលរកបំផុតទេណា error ដែលយើងស្រួលរកគឺ error syntax យើងស្រួលរកហើយណាភ្លេចសមីកលឹមភ្លេចវងអក្សរអីយើងស្រួលរកហើយគេហៅថា physical error មួយទៀតដែលពិបាករកហ្មងគឺ logical error ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង error កតៈយើងគិតលុយអតិជនតើណាគិតលុយអតិជនគឺ
ấy ghê quạt ở tập bì mơ này bà ta dương kết quạt quạt ở ta bèm bọn chứ ngàn hàng nâng cái hai thang logical error mình là cô dương là xe thở gây bà ta dương kết lôi ở kê khó nè chứ ngàn hàng cứ bà bà rô chừng kê tớ nè bà rô ta tí pí Java exception hierarchy nè rồi chân là bỏ rộ bỏ Java nè miền kê miền sru bỏ chân sru bỏ miền error và miền error miền exception hai exception miền p cứ run time exception hai nâng io exception và chân dương nâng sực xá nè sực xá tờ lời exception nâng run time exception hai nâng io exception error và chứng error đồng nang ao ý kì lẹ khán đá chê vì ấm mình ai đồng nang khá bàn nó lỡ memory bỏ dường và đôi chìa memory lag và state of flow error library on incompatibility and definite recursion và nâng tệ tôn chứ môi nâng chê vì ấm dường chê vì ấm dường ọt đồng nang khá tên ấy ở đường nào cả np đại dương chọn ran code java dương to ta dương tầm lại chê bị âm chắc np đại chê bị âm dương error cứ dương mình ai đồng nào cả code java bao dương thì và ok chắc error chỉ thoa mà đá và chỉ thoa mà đá tôi bên đây từ lứa nhận dây cảm thì hỡi dương nè dương mình cua đó sai từ lứa error nâng thì dương ai ấy cái dương ai từ lứa ca đồng lại chê về âm thay màu nát lục chê về âm trà màu rồi exception exception dương khách hay handle đói program và mình đây thay exception nó ai chập gió hay ai đọc sai đói program program nó mềm mềm dương nó cứ cam thi bỏ xa và rồi đấy chẳng về ai chập hay đọc sai đói program chứ nó phải exception card lớn nó không bị tốt cứ viết nó bị card object mùi bà ta nế nó phải đại exception nó card lớn cứ viết nó bị card object mùi đại object nó hai thay chi exception object bà chứ viết tục bỏ rồi miền ông bị exception đôi chỉ chung mua nó cứ chung exception á description ca bị bỏ ra nha bỏ exception nè ta nế bà ok chỉ nhận mớ Java exception thai exception miền brand p miền p phê nâng cứ runtime exception hai nâng io exception runtime exception cứ cắt lại nè đòi program error đó nè chương run time exception nâng cao lao đòi xa tái cầm thi dương error ok để phụ vía hai thá uncheck exception và chương exception này cứ mình trở bàn check nè bê compile đây bà tái nè bê đã run và ok dương mớ error rồi bỏ run time exception nâng và thì mỗi tệ tôn chỉ mỗi nâng API illegal argument exception argument nhưng đừng ấy cả para chỉ mỗi nâng argument khô nâng nè chẳng bị illegal argument runtime này bây giờ ngầm phá lát ấy để bên đây là bây giờ run bị error nè null pointer à say missing the initialization of the variable null pointer exception và tệ tôn chỉ mỗi nâng ca pra thì nè chấn ca pram lại thì môi nó cứ dư chạp máu tì tao nè chạp máu tì chạp bạch bà nè tao nè nhưng chạp chung mùa thế chạp đầm lại bị thì nó ngọt bàn chấn cứ viết chánh nào pointer exception out of bound array à say nè array index out of bound exception mình này thầm ấy mình này thầy dương
error ទៅលើ array ណា error ទៅលើ array array យើងកំណត់ឲ្យគេដាក់តែ10ធៀបទេប៉ុន្តែយើងដាក់លើហួសកំណត់ណាយើងដាក់30ឬក៏ដាក់50មកអញ្ចឹងវាលើកំណត់នៃធៀបដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុង array ហ្នឹងគឺវានឹងបោះ array index out of bound exception dividing a number by 0 arithmetic exception ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមួយចំនួនទៅចែកនឹង0វានឹងបោះ exception មួយមានឈ្មោះថា arithmetic exception បាទ io exception ណាចឹង io exception ត្រូវបានស្គាល់ថាជា check exception ដែលវាត្រួតពិនិត្យដោយ compiler ណានៅពេលដែល compile time ហើយអ្នកសរសេរកម្មវិធីហ្នឹង programmer ហ្នឹងអាចដោះស្រាយទៅលើវាបានតើណាដោះស្រាយទៅលើវាបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ណាជាជំរូអំពី check exception នេះ try to open a file that doesn't exist result in file not found exception មានថាម៉េចព្យាយាមបើក file ដែលអត់មានលទ្ធផលអញ្ចឹងចឹងឯងគេ file not found exception មានថាយើងព្យាយាមបើក file មួយហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មាន file មួយហ្នឹងទេឬក៏យើងសរសេរខុសឈ្មោះ file ហ្នឹងយើងសរសេរខុសទីតាំងអញ្ចឹងវារក file អត់ឃើញនេះគឺវានឹងបោះថា file not found exception ណាព្យាយាមអានណាអាននៅចុងបញ្ចប់នៃ file ដល់នេះបាទអូខេយើងអាចមើលនេះតិចឬសលេងនេះគ្នាយើងលឺអត់លឺហងលឺណាអូខេចាំតិចចឹងយ៉ាexception handling in java លឺណាស់នោះលឺតិចតិចអូខេលឺវីដេអូហ្នឹងឯងលោកចាក់ let's learn លឺឯងលឺឯង the exception handling in java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors so that normal flow of the application can be maintained what is exception លឺឯងយើងលឺវីដេអូឯងexception is an abnormal លឺគ្រូអូខេអូខេតោះអញ្ចឹងមើលវីដេអូតិចសិនណាខ្ញុំចាប់ហើយexception handling in java let's learn
The exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors so that normal flow of the application can be maintained. What is exception? Exception is an abnormal condition. In Java, an exception is an event that disrupts the normal flow of the program. What is exception handling? Exception handling is a mechanism to handle runtime errors such as class not found exception, IO exception, SQL exception, remote exception, etc. Now, let's learn the advantages of exception handling. The core advantage of exception handling is to maintain the normal flow of the application. An exception normally disrupts the normal flow of the application. That is why we use exception handling. Let's take a scenario. Suppose there are 10 statements in your program, and there occurs an exception at statement 5, the rest of the code will not be executed. That is, statement 6 to 10 will not be executed. If we perform exception handling, the rest of the statement will be executed. That is why we use exception handling in Java. Hierarchy of Java exception classes. Throwable is the root class of the Java exception inherited by two subclasses. Exception and error. The exception class is further divided into four subclasses: IO exception, SQL exception, class not found exception, runtime exception. The runtime exception is inherited by arithmetic exception, null pointer exception, number format exception, index out of bounds exception, and index out of bounds exception is inherited by array index out of bounds exception, string index out of bounds exception, and finally the subclasses of error are stack overflow error, virtual machine error, out of memory error. Let's see what are the types of Java exceptions. There are mainly two types of Java exceptions: checked exception and unchecked exception. According to Oracle, there are three types of Java exceptions: checked exception, unchecked exception, error. Difference between checked and unchecked exceptions. Checked exceptions. The classes which directly inherit throwable class except runtime exception and error are known as checked exceptions. Example: IO exception, SQL exception, etc. Checked exceptions are checked at compile time. Unchecked exceptions. The classes which inherit runtime exception are known as unchecked exceptions. Example: arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bounds exception, etc. Unchecked exceptions are not checked at compile time, but they are checked at runtime. Java exception keywords. There are five keywords which are used in handling exceptions in Java. Number 1, try. The try keyword is used to specify a block where we should place exception code. The try block must be followed by either catch or finally. It means we can't use try block alone. Number 2, catch. The catch block is used to handle the exception. It must be preceded by try block, which means we can't use catch block alone. It can be followed by finally block later. Number 3, finally. The finally block is used to execute the important code of the program. It is executed whether an exception is handled or not. Number 4, throw. The throw keyword is used to throw an exception. Number 5, throws. The throws keyword is used to declare exceptions. It doesn't throw an exception. It specifies that there may occur an exception in the method. It is always used with method signature. In the next video, we'll learn about try catch block and much more. Thank you for watching. Yeah.
bán luôn rồi mày. Nó ngay đang ngày mày mày để ấy luôn. Ở đây nó okay. Chúng mới đó là đời sao thì hiền lương thích việc ổn đó nè. Bà chẳng mê đây tha exception nắng bia chìa thầu phu lắm thầu phu nằm bay đọc sài từ lỡ error nè này cầm thì bây giờ okay, này giờ này dân giờ bị exception nắng sẵn bộ tạ giờ bị exception nắng đăng thập prao bị nà từ nay đó à. Chẳng người ta ý này nè exception exceptions not handle in Java mình là vì chìa powerful mechanism mình là vì chìa thăm một bộ mối nè mình là vì chìa ăn một hiệp đó khăn mối đâm bấy đọc sai cho lỡ error nó bê đa dương rằng nè này cảm thi bởi dương đó này hỏi về ai maintenance đó maintenance này cảm thi bởi dương và chẳng này cái sự tha à với cái chuyện exception và thì nhóm bạn prap một lần ấy hay prap bạn khác khác chẳng này dùng ở đây với miền same same cái này chẳng người ta exception is an abnormal condition mình hay exception cứ chỉ lệ khán đá mình thòm đá mình là vì vì lệ khán vì ở thòm đá chẳng bị error nữa rồi cái dương ai mơ dùng ở đây để nhóm bạn đặt một lần đó này chẳng là không trả vá exception cứ mình là đi 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 rap đi rap the normal flow of the program mình là vì bấm plan như được vì thuê ở program chứ đồng nào cá vì ở từ tam thom mà đá này à, chẳng cái số ấy với vậy cứ chỉ exception handling và chẳng exception handling mình là viết đọc sai từ lỡ car runtime đôi chỉ class not found io exception sql exception rồi có remote exception chẳng mà và này và nếu cứ chia sẻ với giáo này ca đọc sai cho mỗi nâng exception nâng nhé chuyện đọc sai mày và chúng ta sẽ đọc giáo ích nó là dùng khán này ca đọc sài application nó cứ đọc bay kế đọc bay đọc hai tóm ai cảm thi dưỡng đọc đọc cá tam tam flow chỉ thoa mà đà nó đọc đọc ta đọc đọc cá ai miến phép thoa mà đà ta lỡ cảm thi bởi dưỡng ok nè. Và sẽ nhận mở cho mở scenario bậc kế là chùm nội bậc kế chẳng hết kì miền này kê nè kì miền đó statement tí đọc chẳng statement tí muối tí pi tí bay tí buồn ở đây thì và đã đọc bê tí prám cứ exception card là mê thả error nóng card là tí bà muối đó tí đọc và nhé miền tí miền là tí phẻ muối bà chương người ta mạch nè người ta ok bà chương người ta mạch sản mọt tha dương miên đọc statement đọc statement statement nó mình đọc càng nghĩa statement cứ càng nghĩa nữa chương miên đọc statement nó không cảm thấy bao dương hỏi đại miên exception card line được không statement tí pram này cái statement tí pram ạ chẳng code để nơi xa lắng cư vi ớt đồng nào ca thì chẳng có statement tí bằng mỗi đó tí đọc cư ớt đồng nào ca thì bố ấy bố vi bỏ exception nơi statement tí pram ấy cư vi error nơi statement tí pram ấy và chẳng tí bằng mỗi đó tí đọc cư vi ớt đồng nào ca thì và chẳng ai kì
Đại kia tha ní cứ chi exception được không xa và nâng. Đấy, thì ở dương chọn là hướng cầm cho đảo tí môi đó tí đọc. Và thái tí prám cứ bạc bà rầy. Nè, chân dương plot tứ bực cầm cho đảo nâng với plot tứ mấy cả. Đi dương hiện đi kia hiện chạm bí bạc thông một phúm. Chân dương ọt miên sở nhà bạc bạc đục. Và dương ọt miên sở nhà bạc diplôm. Nè, tờ này chân dương dương ọt ai lăng thạ thị đọc bà nè. Tờ dương miên sở nhà bạc diplôm chân. Tờ này chúng ta thấy person ba interrupt trong statement nào mùi nhé thì mùi đó thì bấy bàn bàn thì pram bàn má thì bấm mùi tìm pearl tìm bấy tìm buồn chứ person và dương thẹt thẹt thạ nào mùi cái dương mình ai làm thạ bàn thì chứ statement nó đi kia statement thì mùi đó statement thì đọc chứ nó bây giờ statement thì pram cứ cả là nó exception cả là nó error chứ mình ai bắt to tới statement thì còn mối đã tị đọp thì lưới cái này lưới đủ thì và ta chẳng năng hái ban cái hai tháng exception được không chào bà và này cái hai ra chỉ khó là ok năng này lấy bây giờ thầm nắng lại nít chăm nhưng bây giờ nó không slide miền đấy và chẳng exception kia hai tha chi error đại cả là chẳng exception cứ mình p nè mình p cứ check exception hai năng ăn check exception tại nó không ngay kê nó không oracle kia ai hai bảy cứ error mùi tiệt error hai năng exception ba ok ta chứ chúng ta thì bảy cứ java exception thai ba. The exception hierarchy also have two brands. Ba mình tha rachana sampon របស់ exception មាន 2 ba គឺ runtime exception ហើយនឹង io exception. The runtime exception ហ្នឹង គេហៅឲ្យគេ uncheck ba uncheck exception ហើយនឹង io exception គេហៅថា check exception. អញ្ចឹង អ្វី ដែល យើង ប្រើ ដើម្បី ដោះស្រាយ ទៅ លើ បញ្ហា គឺ យើង ប្រើ check exception. Bộ ăn check dương mình ai đó sai vào này. Tên này. Bà mình ai đó sai vào này. Chẳng dương đồng mơ run time exception. Run time exception cao lao ứng. Nếu bê đáy cao một tí error. Né. Chẳng bộ viết mình ai. Né. Ở sorry. Đại bộ viết trở bàn score thay chỉ ăn check exception. Bà nâng hỏi một nâng á. Này. Này kê cái này hỏi đấy này. Đồng nào cả chân sruy bò miến exception hai năng miến error và chân error miến cái gì miến stack overflow error miến visual machine error miến out memory error chân sư thầy dương đo sai error năng ban đời đời luôn dương to là đấy mặt bàn này đầm bay cái đầm bay ai error bắt to tại dương đo sai từ lửa chê bị âm bao dương đi visual machine error để error từ lửa visual machine bao dương á và hay memory outbound error nè được outbound memory error nó sẽ tương chỉ mùi năng memory bao dương chân memory bao dương ở cục rõ nó dương đo sai mấy cái to tại dương tinh bật thêm nè là ngày exception chân exception mean io exception actual exception class not found exception runtime exception và chứ runtime exception miễn buôn điện cứ arithmetic exception null pointer exception number format exception hai nữa index out of bound exception và ok xâm rạp index out of bound nữa mình ta dừng hai index nâng ọt trời mình là dừng suy diêm à xe từ lời index mùi nắng và tay index mùi nắng ở miền và ở miền mấy dương miền trong tay pram index thì và tay dương suy diêm à xe nên để tìm một mùi chẳng ở miền này anh ấy chẳng biết chơi như thế index out bound exception và chẳng biết sân bà dương suy diêm hai index rồi bỏ hỏi đấy chẳng biết đừng chơi à đấy index out bound exception bây giờ suy diêm à set từ lời index của string, vi chính string index out of bound exception.
nâng cứ gì exception robot Java nâng ok dùng mơ phép khô khăn rồi viên vía chẳng difference between check and uncheck exception check exception khá đá từ tua mổ đọ đòi to bí suitable nâng đài lược lên tái runtime exception chẳng lược lên tài runtime exception này bà nè lược lên tài runtime exception ấy chẳng thằng ở đấy cứ chia cái cứ chia check exception này nè chẳng check exception nè bà ok miễn io exception actual exception hai nâng file not found exception này chẳng mở miễn chờ đấy đó bà chẳng check exception cứ check nó bị đại compile time bà compile time này thôi nó bị đại dương show từ can file ở bán cứ bị tránh io exception là ngay thế này rồi gọi hl bao dương dương sử dụng connect từ hl dương ở bán chứng với tránh hl exception bảo vệ thế này connection error rồi uncheck exception class đại từ tool mode dot p runtime exception từ bàn score thá chí uncheck exception chứng uncheck exception miền đôi chi arithmetic exception null pointer exception array index out of bound exception uncheck exception cứ mình check nó bê đây compile đi và tại vì check nó bê đây runtime nè mình là bê đây dương đồng nào ca cầm thì đấy mình chắc arithmetic nâng đẹp đâu chỉ mùi kia đẹp tôn chỉ mùi nâng ca bộ đỏ lấy khó á này bộ đỏ lấy khó để tôi chỉ muốn ca chạy chùm nó đường sâu này nữa nè cứ vì chơi nhà đi mệt tây dây và nào pointer để tôi chỉ muốn dương chi mà xe nắng à xe hạt thê và ta thê nó cứ viết từ tì chân dương à xe hạt ba này chân viên đường chân nào pointer exception này array index out bound exception nè để dương ở mơ một nắng á để tôi chỉ muốn nắng array để dương chi diêm à xe hạt bàn áo bound nó mình ra viên nơi crowd dine cũng not và áo bound nơi hàng crowd này dine cũng not chắc array index mình ra index nó bỏ array nó nơi crowd dine cũng not nó để dương mình à assign cho một bà nó cứ viên nó bỏ error nè đó và error mình đây kia mình out bound memory error visual machine error assertion error tệ tôn chùm mùi nâng error rồi bỏ chê vì âm error rồi bỏ cam vị thi bỏ dường ta nế này chân là bây ai pra exception dương pra trái hai nâng khách trái nâng cứ bỏ khách cứ chập vô nế dương trái khách block cứ pra đồng bây đọc sai từ lỡ exception là không chào quá rồi có chùm mùi nóng final block đó đấy chắc là bây đó sai từ lỡ error nâng error kế và tùy hóa dương do mùi chùm đuôn chạy nâng sầu chẳng viên nâng bó error mùi thá dương mà ai chạy bán đi mùi chùm đuôn nâng sầu chắc là bây cũng ai bị bó error nâng nè đâm bây đó sai từ lỡ error nâng kê pra trái khách và chắc rùm mốt cứ trái bạn nè bạn đừng kiểm cài máu block of code to monitor for error mình đây là chỉ block này code đảm bay truất bình nhất xâm rap error nè thế chương trai nâng dương the say statement được không block of code to monitor for error này máu mình đặt code đại dương thưa cá code đại dương thưa cá nghe robot ví á chương dương the say được không block này ok khai exception type exob và khách nó cứ chập vô nó bị đại trái này error chẳng bị trái này error cứ khách này chập vô chẳng exception type cứ bị phê exception chẳng bị sân bảo ca nghe bao dương lại đi dương thơ từ lơ ca buộc độ chùm nuôn nâng cứ exception type bao dương cứ arithmetic of exception này bậc lại này dương thơ từ lơ array chẳng exception type bây giờ cứ array index tên này array index out of bound này
rồi có array exception này nó không nữa này phần exception bảo vệ nè nè phần exception này nè rồi nè io exception hl exception class not found exception runtime exception chứ bờ sân này dương thôi chơi lơ chùm nuốt exception thay bờ dương nhưng đại kế arithmetic exception mà nè đã tôi chúng là thay chứ diêm sẽ thay nó bán đã chùm ngồi nữa null pointer exception mà nên cái hai thay exception thay đúng ngay rồi đấy bà chẳng handle for exception one thay one mình đã dừng đo sai từ lời exception one á chẳng bao miên exception tiền bộ chùm nuốt nhưng ai đo sai chùm ngồi chùm nuốt dương ai đo sai chùm ngồi kế chùm ngồi nướng array đi từ rồi còn lại nếu dương ai prao chùm ngồi nướng ý kế prao chùm ngồi nướng file phong prao chùm ngồi nướng đại tập bài phong chứ vì miên file not found exception vì miên hl not found exception này chẳng mà nè chẳng lại đang miên trai chờn á sorry miên trai mối bằng tay miên khách chờn và ai miên khách exception thay thì môi khách exception thay thì pi chẳng mà và chứ nhưng mơ này exception chỉ môi nó array nè array bao nhiêu cái này person bao dương out bo khách tế cứ bị chênh error bỏ hò mày nè mà đã để sai dương bỏ hay kế dương bỏ khách chứng error nó cứ bị chạp vô nó không khách vậy và chứng khá muối exception đi mù và ok nhưng từ mơ câu chuyện sẽ đánh nó không program bao nhiêu nè và đi exception đi mô và chứng như mình class mối mình cho thay exception đi mô nhưng mình men bao giờ này chứng như cả hai cái in nam và cả chia rẽ và phê chia chuẩn cốt á in buồn chứng à, thê nam nó và phê chia in và tại vì tục chia rẽ buồn buồn chùm buồn nhé ok hai dương prao trai và lại nha ok nhầm cho toàn tích mà tôi sẽ add bà hé chẳng system out before exception generate mình này ta lại đi code code đại dương từ xây đồng nai ca từ lưu block bao dương ca nghe để trời thua cứ kia từ xây nữa không khách nè bà in nắm phẩm phở đọc mình này tham mạch mình này tha dương đo đồng lai lịch đọc aoi array nơi đây tìm phở chương sơ tha array dương miên mãn miên đọc buồn đó bà ta dân suy diêm nè suy diêm đo đồng lại lịch đọc nít ai à rê nè không để tìm phần chứng xua tham miền ấy ọt miết thì để xa rê dân miền đọc bốn nè hay dân suy diêm à xe nè không à rê tìm phần phần mạch miền nè ok chẳng lại nè kia đây kia tham mạch this won't be display chẳng nên thật câu nơi lại nè nè câu nơi lại nó cứ ọt ọt và hành đi để xa vì error chẳng nè đã bị error cứ viết tất cả khai chập dục nè chẳng khai chập dục exception thay mà cứ array index out of bound exception đời xa dương prao chủ mùi nâng array chứ nhưng đạo màu này array index out of bound exception hai đã object bậc về màu cứ exc đại chủ mùi của bạn đấy là object nâng và chẳng khai exception ok system out print on màu index out of bound exception cứ chia mistake error đại dương prap program bao dương nè rồi còn mối tiết cái ai đặt ex dot print state trait màu nằm bấy bỏ error nâng mòn rồi nè chẳng lại nếch mình đây ta code try bao dương đại dương càng nghe để trời thuớ nó phê đại code lại đang error cứ việc khách chập dầu càng nghe bao dương thua từ lừa rầy chẳng bao phết exception dương đã chia rầy màu hay kì cứ dương bao chỉ mistake môi màu phải tha càng lớn đi vì error nè error
chứ như bỏ mistake mà tớ nè bởi dân ọt prao sys out thế dân prao cho mùi nướng print state trek này mà bà ok hai code này cứ code để nó solve này tha tôi bây khẳng lơ này error rư cô mình error code này nơi tại đảo tớ nè chân bởi giáo này exception mình này tha mệnh mình này tha code này bị error và tại code khẳng crawl này nơi ta đầm náy ra thòm đà person bởi dương ọt prao trái ọt prao khách tế cứ code này ọt đào thì đời sai kế đời sai với error thủng này bát đấy nè chân error thủng nắng cứ code khẳng crawl này ọt đào thì đưa dụ tì ho để kê prap nồng YouTube mình nắng cứ statement tì muối đó statement tì đọc chân bởi statement tì pram error statement tì bởi muối đó tì đọc ọt đào thì chúng làm bay đọc sai từ lớp bài hát nè bà tu bay chia statement tì pram error cả đời bà tái ở statement tì bằng muối đọc tì đáp cứ đầm nào cả chắc bây giờ tì ho từ lớp ca ca nghe chạy sai như cái chỉ phép chạy sai con riêng thân hạ tì đáp đọc tì đọc pì hai con trong châu riêng sẽ coi chuyển lại chắc có thể bạn đọc ba đây chắc error nó tì đọc pì ạ bà tái thế mấy quát ai và to từ khỏi chia lại bàn và tái quát riêng này kế riêng phải nhạc bạn rồi đấy bà trong này tham với error chụm nói nâng và tái ai đọc sai bàn tôi bây chụm nói nâng error bàn tái xem tiết ai đồng nào hà bàn chân tôi bây chi ok đó đang lưu nó ăn mấy không? Nó phải chỉ internet nhiều mà. Ta, ừ ấy lưu bên nữa. Lỗ. Lớn bộ lưu. Bà này, chân trái khách chân cứ đo sai từ lưới error. Nì, error lại nè, nó error mà bị toát nữa này. Chân bên sân đại dương ắt prà trái, ắt prà khách tế cứ cột bờ dương này sòn ấy cứ ắt đào này. Chân là bây đo sai bằng hà error nó cứ kia prao trái trái mờ cột nó miên error ọt bờ miên khách bò mỏ và tái cột khẳng cáo đồng nào gà thòm đà bà tỏ dừng ràn mớ bà nì nè chơi kia nì before exception generate mình làm tốt nấy với đào thòm đà đi thế nè tọa mới tiết index out of bound exception nè chứ mà tọa này cái error nè chứ error cứ ọt đào thì mà tọa nữa nè cho ọt đào thế vì khách chập vô error nè chứ một phép error nó cứ chỉ kế cứ ở đây index out of bound exception phù dương thôi từ lửa ở đây chứ vì đồng bó mình sẽ muối mình cho thấy index out of bound exception bà nè nhé và ấy á, sorry, nè, tầm nè. Tọa mà tiết bởi chọp trái khách nâng, bởi trái code kháng kháu nâng đào thòm đà này, after khách statement. Chế bởi đào code thòm đà. Bà, tầm nế. Chương bởi sân bởi dương, ọt đăng thả lấy, error nâng ý kì. Nè, sorry. Bà, error nâng ý kì. Nè, dương pra print state trade màu nè. Dương vô object nâng máu, object ở đâu bó, class mùi nè. Chứ từng ổn nâng xin được class ná, null pointer exception, array index out of bound exception, cứ bởi phê chỉ class. Chứ đi cứ chỉ object. Mà chứng dụng object máu, dot print state trick, cứ chỉ mê tô đầm mến sạp á, nè, dot máu, hay dừng được xe máu chơi nha nè, nế, print state trick, bà, through ball, nế, chứng through ball, bị through ball mà. Và hãy dừng chạy compile and run đoàn thiết mắt chạy save compile and run nì thế nhé chân việc bỏ màu này nế chào á đọt lấy array index out of bound và hãy bật toa tìm bằng pal khi dùng tìm mà khổ thì sao về riêng về này nâng này nì nhé chân before exception với đa thòm đà nì thế nhé ta mới thấy với đo này đo ca bắt đầu đầm lại nè chắc đó bắt đầu ai ở đây
nên để tìm pearl cứ error chứ error khách chạm vô bà khách chạm vô print state đấy cứ print print error nâng trình màu này nhé bà chứ với ta mệnh nè exception demo và nè chứ nếu không class exception demo hai bộ toa tí đọc nè dừng mơ mơ thì nhé bộ toa tí đọc nhé chứ một phần exception nâng một phần chỉ ghi cứ array index out of bound lệnh bằng pal để xài cái để xài dương miên đã buồn thiết nè nè rồi đấy miên buồn đến đạch rồi buồn đến đạch và ta dương chia dương mà xe nữ để tìm pal chắc error và theo là dương đầu đèn để tìm bảy error ở đây mà nhân prim đoàn đến này thôi nhé chắc chia dương à xe nữ để tìm bấy cứ đà đà hòm đà này cột bởi dương this one display đà hay là pay error lên miền này tôi bây giờ bao comment được không khách có lên miền này nè nè bao được không khách có lên miền này nè lên miền ở ao ao bao này cứ miền tái statement được không khách hai câu nó khẳng khảo mà dưỡng đào thỏm đà nè dưỡng những đặt exception là bây nghi sru hồng cá đó sài đăng thá error dưỡng cả lớn đói rộng biệp là bà trên là bây giờ đã print print state break này cứ đào này đấy cô dưỡng đào thầm đà này lấy này cứ before exception lấy này after exception đào thầm đà và tôi bây chỉ biến error cả lần đó thế này nắng bây giờ pra print state break bây giờ pra mistake cứ ở trên error thì này bà toàn đấy lại nắng này dưỡng lỗ xong xoay toán này á ok lấy từ xây câu nâng mùi cho sân mát này hay chậm nhầm bây giờ đó thiệt nhé bạn này này